Tôi đang xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là trọn bộ các màu sắc trên dòng xe Exciter, một trong hệ thống van biến thiên VVA của năm 2024. Có những phiên bản có ABS và có những phiên bản không có hệ thống phanh chống bó cứng ABS các bạn nha. Và ngày hôm nay thì mình đang quay cận cảnh trực tiếp tại Yamaha Mạnh Đạt 3 với địa chỉ cụ thể 118 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu để có thể review chi tiết về các phiên bản, sau đó sẽ báo giá cụ thể trong thời điểm tháng 3 của năm 2024. Và điều đặc biệt nhất là chương trình ưu đãi khủng diễn ra từ ngày mùng 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 4 của năm 2024. Trong đó, mẫu xe Exciter các bạn đang theo dõi cũng sẽ được áp dụng một số chương trình khuyến mại. Chút nữa thì mình sẽ gửi đến các bạn cái cụ thể. Mình sẽ review qua một chút các cái phiên bản màu sắc này đã để các bạn có thể nhìn ngắm được cách kỹ hơn. Phiên bản màu vàng đen tiêu chuẩn các bạn đang theo dõi trên màn hình với một bộ tem màu đen nhìn khá là ok, nó rất là nổi trội trên cái nền màu sắc vàng các bạn nha. Ngoài ra những phiên bản màu đỏ đen và phiên bản màu đen bóng cũng rất đẹp nữa. Phải nói một điều rằng những màu sắc của phiên bản không ABS lại chứa đựng những màu sắc nổi trội hơn so với những màu sắc của phiên bản có ABS các bạn có thể theo dõi ở đây. Phiên bản phanh ABS thì có 5 sự tùy chọn, trong đó có 4 màu sắc ở phiên bản phanh ABS gồm màu xanh xám nhám các bạn đang theo dõi trên màn hình. Ngoài ra còn có trắng này, đen và xanh dương. Trong khi đó phiên bản màu xanh GP, ngoài màu sắc xanh GP các bạn đang theo dõi trên màn hình là màu sắc giới hạn ra, nó sẽ chứa đựng thêm một màu sắc nữa là phiên bản Mossadegi. Giá bán hiện tại của phiên bản này cũng là cao nhất các bạn nha. Với mỗi mẫu xe đều có cho mình những cái màu sắc khác nhau, phân khúc khác nhau và sự lựa chọn khác nhau, đến cả giá tiền cũng khác nhau luôn. Với những phiên bản tiêu chuẩn thì giá bán hiện tại đang giữ mức giá bán rẻ nhất, còn cao nhất là những phiên bản phanh ABS và phiên bản giới hạn. Tuy nhiên thì tất cả các phiên bản của dòng xe Exciter này đều được trang bị khối động cơ là giống nhau các bạn nha. Với khối động cơ 4 kỳ 4 van FHC làm mát bằng chất lỏng xi lanh đơn 105,1 cc, sản sinh ra công suất vào khoảng tầm 17,9 mã lực, mô men xoắn vào khoảng tầm 14,4 Nm. Với mỗi phiên bản thì nó sẽ có khối cân nặng khác nhau. Như phiên bản phanh ABS các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, khối cân nặng của nó là 123 kg. Do đó cái mức tiêu nhiên liệu là 1,99 lít trên 100 km. Về nội dung này thì tương tự phiên bản giới hạn cũng sẽ giống các bạn nha. Tuy nhiên thì đối với phiên bản tiêu chuẩn các bạn lưu cho mình, phiên bản tiêu chuẩn chỉ có khối nặng là 119 kg mà thôi. Mức tiêu nhiên liệu là 1,91 lít trên 100 km. Trong khi đó phiên bản cao cấp cũng không có ABS thì khối cân nặng của nó nhỉnh hơn vào khoảng tầm 2 cân là 121 kg và ăn xăng tương tự như phiên bản tiêu chuẩn là 1,91 lít trên 100 km các bạn nha. Giữa hai sự tùy chọn này, cái mức tiêu nhiên liệu nó sẽ khác nhau một chút, giữa 1,91 lít cho phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp, còn 1,99 lít cho phiên bản ABS và phiên bản giới hạn. Lưu tâm lý cho mình như vậy. Với những bạn nào đang quan tâm tới dòng xe này, các bạn đến trực tiếp với lý Yamaha Mạnh Đạt để xem xe cho mình, hoặc có thể thông qua số điện thoại của anh Mạnh là giám đốc lý, số điện thoại 0983 154 222 sẽ anh tư vấn cụ thể về dòng xe ở đây các bạn nha. Và không để các bạn chờ đợi lâu nữa, mình sẽ gửi cho các bạn cái mức giá bán cụ thể luôn. Về cơ bản thì mức giá bán vẫn ngang bằng giá bán đề xuất của hãng, tuy các bạn đến đại lý nói tôi làm giới thiệu sẽ được giảm giá bán của xe vào khoảng tầm 1 triệu nữa các bạn nha. Như phiên bản màu sắc tiêu chuẩn các bạn đang theo dõi trên màn hình, giá bán là 48 triệu nhưng nói là tôi làm giới thiệu sẽ giảm đi vào khoảng tầm 47 triệu thôi. Còn những phiên bản cao cấp cũng không qua ABS thì giá vào khoảng tầm 51. Đến đại lý các bạn cứ nói tôi làm giới thiệu sẽ được giảm giá vào khoảng tầm 50 triệu. Tương tự như vậy thì những phiên bản phanh ABS giá sẽ vào khoảng tầm 53 triệu và phiên bản màu sắc giới hạn giá sẽ vào khoảng tầm 54 triệu các bạn nha. Toàn bộ mức giá bán mình báo các bạn thông qua video ngày hôm nay là đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Tùy theo hộ khẩu các bạn ở thành phố hay ở huyện, tiền đăng ký nó sẽ khác nhau một chút. Còn hiện tại khi các bạn mua dòng xe Exciter phiên bản 105 cho hệ thống van thiên VVA này thì các bạn sẽ được áp dụng chương trình ưu đãi khủng rước Yamaha thật dễ dàng. Như mình giới thiệu rồi, chương trình bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 4 của năm 2024 với chương trình hỗ trợ ngay trả góp lãi suất 0% khi mua dòng xe Exciter phiên bản 105 ở đây. Rất tốt các bạn nha. Cho những bạn nào chưa có đủ điều kiện về kinh tế có thể áp dụng chương trình trả góp lãi suất 0% như này, hoàn toàn ok thôi. Để các bạn có thể có cho mình, sở hữu cho mình một mẫu xe Exciter phiên bản 155. Về áp dụng chương trình này các bạn sẽ bớt đi khá nhiều cái tiền chênh lệch giữa trả góp và trả thẳng các bạn nha. Tuy nhiên thì đâu đó vẫn sẽ mất đi một chút ít ở cái tiền là cho vay này, hỗ trợ cho vay các bạn là có tiền các bạn phải bỏ thêm về tiền bảo hiểm cho vay và tiền thu hộ, đâu đó chênh lên vào khoảng tầm 1,2 triệu, 1,5 triệu thôi so với khi các bạn trả thẳng. Đấy là cái tiền như vậy. Kể cả các bạn mua theo áp dụng các cái chương trình lãi suất khác nhau cũng sẽ áp dụng những cái nội dung về bảo hiểm cho vay và tiền thu hộ tương tự như vậy các bạn nha. Bớt đi về chương trình góp với lãi suất 0% ấy sẽ giúp các bạn ấy bớt đi khá nhiều tiền giữa sự chênh lệch giữa trả góp và trả thẳng. Các bạn lưu tâm lý cho mình như vậy trong thời điểm hiện tại. Và ngoài ra ấy, khi mua bất cứ một dòng xe nào đến từ nhà Yamaha Motor Việt Nam, các bạn sẽ được tặng ngay một voucher trị giá 15 triệu khi mua dòng xe Yamaha Niot, một chiếc xe điện mới nhất của Yamaha Motor Việt Nam. Hiện tại với mức giá bán vào khoảng tầm 50 triệu. Khi các bạn mua, các bạn sẽ được tặng một voucher giảm ngay 15 triệu nhé khi mua dòng xe đó. Còn ngoài ra thì một số những mẫu xe tay ga như dòng xe Frigo và dòng xe Yamaha Janet ấy, thì đang được áp dụng chương trình tặng điện thoại Samsung Galaxy A15 trị giá vào khoảng tầm 4.990.000 đồng. Rất là ok với chương trình đó. Đấy là một số nội dung thông tin mình muốn chia sẻ thêm với các bạn cùng tham khảo thông qua video này về việc khi mua dòng xe Exciter phiên bản 1.5 ở đây. Lần đầu tiên được áp dụng một chương trình trả góp lãi suất 0% cho mẫu xe này. Trước đây thì thường chỉ áp dụng trên những mẫu xe đối thủ thôi, là dòng xe Honda Winner X này, các bạn có thể lưu ý, chứ chưa áp dụng trên dòng xe Exciter đâu, kể cả phiên bản 150 trước đây. Nhưng này đã áp dụng rồi thì các bạn có điều kiện các bạn nên mua ở thời điểm này. Đặc biệt là những bạn nào ấy mà chưa có đủ tiền nhá để sở hữu toàn bộ chiếc xe để với việc trả thẳng hoặc trả góp với lãi suất cao như trước đây thì các bạn có thể áp dụng chương trình này để có cho mình cái sự lựa chọn đúng đắn nhất các bạn nha. Giá bán thì về cơ bản dòng xe Yamaha ấy, thì luôn luôn bán mức giá bán ngang bằng giá bán đề xuất của hãng rồi. Do đó ấy, cái việc giá bán cao như vậy có cái ảnh hưởng đến các bạn một chút thôi, nhưng đổi lại sau này các bạn ấy mua đi bán lại xe sẽ rất là giữ giá các bạn nha, không bị xuống giá như dòng xe Honda Grit đâu. Đấy là một số chia sẻ thêm các bạn cùng tham khảo như vậy. Rồi, các video của mình nếu hôm nay chia sẻ đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.